Bây giờ là quấn khăn cho em bé ấm kinh nè. Rồi, bên đây qua trước đi ha. Rồi, quấn. Hey, yeah. Đó, ôi, ôi, em bé dễ thương nè. Đây, một dòng đi siêu thị ta đã mua thật là nhiều thứ. Bình sữa. Đây, cách chăm sóc sức khỏe thai phụ. Đã chăm sóc bản thân đó mà. Cẩm nang dành cho người mẹ sinh con đầu lòng. Con so mà. Trời ơi, thấy thương chưa nè. Ôi chà ơi, đồ của con gái. Con gái hay con trai ta? Thôi kể từ từ rồi tính. Có đồ đi cái đã. Bây giờ phải tập ru con thôi. Đầu tiên là phải bế con lên, đưa con vào lòng để hựa, để ngửi được cái hơi ấm tình mẹ. Bây giờ phải cho con bú nè. Ôi trời ơi, chung chung nào, bú nha. Ôi con không chịu bú hả, con buồn ngủ quá. Ơi để mẹ ru con ngủ nha, để mẹ Minh ru con ngủ cái nào. Con chứ đâu phải cái chài giọng tiêu đâu, hay là cái chài giọng chuông đâu mà vậy, phải không con? Nhưng mà không, mẹ sẽ tập cho con cái tính mạnh mẽ. Mẹ phải làm như thế này. Âu ơi, chứ dầu cầu dáng đó Minh, cầu che đất lẻo gặp gình, khó đi khó đi, mẹ dắt con đi không được, mẹ đi một mình. Con ngủ đi nào. Ôi chung 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 nha, ngủ đi con. Ôi ngoan ngoan ngoan, ngủ ngủ đi con, hãy ngủ ngủ cho ngon. Chị Minh, dậy chị, dậy chị. Trời ơi, cái gì vậy, làm việc vất vả quá hả, buồn ngủ quá hả? Trời, chạy ke tùm lum hết trơn rồi nè. Sao chị, chị đang làm cái gì vậy? Đang tập yoga em à. Chị đang tập yoga. Tập yoga. Ồ, này hay nha, cho em tập đi. Yoga dành cho thai phụ. Những người có thai được tập yoga cho thai phụ. Có thai không? À, chết em có. Không có thai đi chỗ khác chơi nha. Ôi cha ơi, chụp chân chúng mày nào. Trời, mày tập vô cha chút xíu nè. Cái gì vậy? Trời, nó coi làm phiền yoga hả? Làm phiền thai phụ tập yoga hay gì? Nào giờ chưa thấy thai phụ đẹp hay gì? Mẹ xin lỗi con, có thai là không nên tức giận. Ủa, chị Minh cái gì mà nóng giận quá vậy? Chào sếp. Dạ. Sếp thông cảm, hôm nay tôi không thể nào mà đứng dậy chào sếp được. Okay. À. Cô đi khám thai chưa? Tại sao? Sếp ngồi chơi đi. Tôi chưa có khám nhưng mà tôi chắc cú với sếp một điều là tôi có thai 100%. Và tôi bây giờ phải tập yoga cho thai phụ để sau này tốt với sức khỏe thai phụ và thai nhi nha. Trời ơi, chị Minh phải đi khám thai để xem em bé như thế nào, em bé phát triển như thế nào, mình còn bồi bổ nữa chứ. Bây giờ là thời đại nào, mình phải thường xuyên theo dõi, hiểu không? Đúng rồi nè. Cái này là phải nhờ... Cháu Thư, cháu cũng có ở đây à. Dưỡng ngồi đây nè. Con nói cho Dượng biết, Dượng phải đưa cô đi khám thai ngay lập tức để mình còn theo dõi thai nhi nữa. Đấy, nghe chưa, kêu mãi mà có chuyện đi đâu. Thôi tại vì hôm bữa giờ nghĩ là còn nhỏ nên không có cần khám, thôi thì để mai khám để mình biết, mình theo dõi ha. Thế ngày mai đi khám nha. Cháu Thư, ngày mai á cho Dượng nghỉ một buổi nha, đưa bà ấy đi viện. Không, ngày mai Dượng phải nghỉ cả ngày, đưa cô đi khám. Thế thì tốt quá rồi. Được rồi đó, cảm ơn sếp. Dạ, ngày mai đi khám. Dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Rồi, phải khám thai đó nghe chưa? Đúng rồi, mình phải bồi bổ sức khỏe cho thai phụ. Dạ, con đi nha Dượng. Dạ, để tốt cho thai nhi. Bây giờ mình phải tập yoga. Im đi, để im cho thai phụ người ta tập yoga. Hết Đức, tôi còn Thư, bây giờ tới mình. Rồi. Có thai là không nên bực bội. Rồi. Quay mặt qua kia. Rồi. Ui,
đi. Trời ôi cái gì đấy? Ôi xin lỗi cháu nha. Xin lỗi cháu. Chú. Hả? Chú cho con hỏi nhỏ cái nha. Dạ, chú dẫn con gái lớn đi khám thai đúng không chú? Đó, thấy chưa? Tôi nói mà, tôi nói là chúng bóc. Bởi vậy, có chồng chưa cho khổ. Chúng ngay thằng chồng không biết lo gì hết, bắt bố dẫn đi khám thai. Trời ơi. Hả? Nhiều khi em nói gì biết gì phải gì không? Biết đâu vợ chồng ta làm sao? Đúng không? Từng tuổi này rồi, có con mọn nữa. Phải nói khèn cầu chứ hả? Mạnh dữ. Chuyện quá. Đi. Ôi dồi, chết mất. Mình từng tuổi này rồi mà còn có con mọn thì ngại chết. Thiên hạ sẽ cười vào mặt mình, già mà còn ham hố. Ôi dồi ôi, đẹp mặt lắm đây này. Không được rồi, phải nhờ đứa nào nó đưa đi giúp thôi. Nhờ ai bây giờ? À, nhờ cậu Long đi. Cậu ấy tử tế nhất đấy. Ôi dồi, nhờ cậu Long đi. Bội vậy, muốn có giây phút riêng tư với con tôi tập yoga cũng không được là sao? Nói tin gì hoài, không biết có kỳ không ta? Mình thì không nghĩ gì hết, mà lỡ đâu người ta nghĩ gì thì sao? Mà có thật sự là mình không nghĩ gì không? Long. Dạ. Trời ơi, chú Xuyên. Làm cái gì mà sụt bắn cả người lên thế hả cháu? Nó giật mình gì đâu, tôi kể ra điện thoại thôi mà. À, chú tính qua bên phòng của cháu. Nhưng mà sẵn gặp cháu ở đây rồi thì thôi nhờ cháu luôn. Chú qua bên phòng con hả? Vâng. Ôi, có gì không chú? À, tính nhờ cháu dặn chú một cái chuyện tế nhị. Giúp chú chuyện tế nhị? Ủa, là chuyện gì chú? Con chưa hiểu. Chuyện là thế này này. Đấy, nghe rõ chưa? À, vậy hả chú? À, nhưng mà tiếc quá, ngày mai con bận rồi. Tại vì con phải lên ngân hàng xong rồi đi trả tiền bối cảnh nữa. Nên là không giúp chú được. Hay là bữa khác được không chú? Thật ra thì tôi xin cái thư nghỉ ngày mai thôi. Đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà cháu bận thì thôi, có khỏi nhé. À, chú xin. Hả? À, giúp chú hả? Dạ không, con nghĩ là đâu, chú nhờ Đức thử coi. Đức đang rảnh đó, biết đâu là Đức có thể giúp được chú. Dạ. Chú thử xem nhé. Dạ. Chú đi đây nhé. Chú đi làm nha. Đi. Thiệt tình. Nói thích đại ông đi. Ông ơi, ông ẻo làm gì? Làm mất cái hợp đồng. Mà cô hai có mất mát gì đâu. Già quá rồi mà. Làm cho sếp cứ chửi mình tơi tả. Thiệt là tôi chỉ biết cầm nín nghe tiếng sếp chơi. Biết làm gì đây, chẳng lẽ chơi là sếp. Ôi chào cậu Đức. Thôi. Ờ, sếp làm gì cậu mà cậu đòi chửi sếp à? Ờ, đâu có làm gì đâu, hát vu vơ vậy thôi. Hôm nay chắc là có tâm trạng gì vui lắm phải không? Cho nên là mới hát hò như thế. Vui đâu vui chú, hát vậy thôi, chứ tiếng hát nói lên được cái nỗi buồn. Ờ, thế hôm nay cậu buồn à? Buồn. Thế cậu buồn thì thôi. Tính nhờ cậu mà cậu buồn thì thôi. Tôi... Ê, sao hết hồn? Ủa sao nãy giờ vô không gõ cửa? Ờ không, tôi có gõ đấy chứ. Nhưng mà vì cậu say mê hát quá cho nên là cậu không nghe cái tiếng gõ cửa của tôi thôi. Buồn quá, phân tâm quá, không có để ý gì xung quanh luôn đó. Dạ vâng. Ừ, nhưng mà định nhờ cái gì? Cậu Đức. Sao? Tôi ngại quá. Đau nhẹ đó. Ồ, đau hả? Đau hả? Thế tôi làm nhẹ lại nhá. Đấy. Nhờ là phải nhẹ vậy đó. Vâng. Cậu Đức này, dù gì tôi có việc nhờ cậu. Ừ. Thế ngày mai ấy, ừ, cậu có cái feature time không? Ngày mai cậu có feature time không? Feature time là gì? Là thời gian rảnh ấy. Ủa cái gì vậy? Feature time. Tôi định nói như thế đấy. Ừ, biết thì nói, không biết đừng nói. Thế cậu có không?
Tôi hả? Rảnh lắm. Ở công ty này tôi muốn rảnh vậy là tôi rảnh. Thế thì tôi vui quá rồi. Cậu Đức này, thế tôi nhờ cậu luôn nha. Thế ngày mai ấy, cậu đưa vợ tôi đi khám thai hộ nha. Hả? Cái gì? Khám thai hộ. Đưa vợ tôi đi khám thai hộ. Khám thai? Vâng, đúng rồi. Cái gì đâu mà cậu la như thế, có gì đâu mà thắc mắc thế, bình tĩnh lại đi. Đây này, vì tôi là tôi lớn tuổi rồi, mà bây giờ vợ tôi có thai. Bây giờ mà tôi đưa vợ tôi đi khám thai, tôi sợ thiên hạ nó dị nghị tôi. Tôi ngại lắm. Đúng cậu, rồi. Đưa vợ tôi đi khám thai nha. Tôi cắn sơn, tôi cắn cỏ, tôi lại cậu. Đúng rồi đó, cái mặt già vậy, dắt vợ trẻ khắp thai kỳ cục lắm. Thấy chưa, cậu còn nói như thế thì huống hồ gì bản dân thiên hạ. Đấy. Cái vụ này thì giúp được đó. Nhưng mà tôi e hơi khó nha. Không có làm free được đâu đó. Thế cậu muốn gì? Thế cậu muốn sao nào? Tệ lắm thì cũng phải có cái gì đó chứ, tôi được phải được cái gì chứ. Cậu tài tiếng là cách có cơ hội, có diệp là hoàn thiện ngay. Bây giờ người mà không nhờ cậu ta muốn hết. Đây, xin. Nhìn mặt này dạ giống như nhờ không được, cái nó xấu người ta không? Kỹ xấu đúng không? Nhìn cái mặt là biết. Cậu cứ như thế làm gì có cái suy nghĩ đấy. Không có hả? Thế bây giờ cậu muốn bao nhiêu nào, tôi trả công. Đơn giản thôi. Sáng, chiều, ngày. Ba bữa. Ba ngày liên tục. Ngày 100k. Bao mỗi 100k. Này, là mềm gì đấy hả? Lại nói xấu đúng không? Nhờ giáo nữa nói xấu đúng không? Giờ thôi bỏ qua đi hả? Không, không, làm gì tôi đâu có nói xấu gì đâu. Tôi nói vu vơ thôi. Vu vơ. Thế là bây giờ là công là 100k một bữa đúng không? Đúng. Đúng không? Vị trí đã là gần 1 triệu qua ngày. Rồi, tôi sẽ lo cho cậu nhá. 100k thì 100k, có bao nhiêu đâu. Xong cái vụ này thì cậu biết tay tôi. Hình như là cũng đang nói xấu gì đó phải không? Không, làm gì có. Không có đâu. Trời ơi, tại sao đi khám mà về lâu vậy trời? Rồi chị làm cái gì thế hả? Vợ con em không nôn thì thôi, chị làm gì chị nôn thế? Dưỡng à Dưỡng, tôi chắc là trách Dưỡng á. Vợ con mình phải đưa đi rước về chứ sao giao cho thằng Đức. Trời ơi, thằng Đức trong cái công ty nó làm được cái gì? Mà dòm đi, thân hình ốm nhơ ốm nhách, ra đường gió khổ cũng bay nữa. Nghĩ sao mà chở đi với con vợ? Vợ có hồn vậy rồi nó leo lên xe rồi nó chở đi làm sao? Trời ơi, có chuyện gì xảy ra thì sao? Hai bình tĩnh lại. Tại vì hồi sáng cô Út với lại Đức đi taxi mà chứ đâu mà đi xe máy đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Taxi hả? Mà nói chung đi taxi tôi cũng không yên tâm nữa. Trời đất ơi, thiệt tình. Nè, bây giờ nếu mà hai không yên tâm, hai có thể gọi điện về. Đúng rồi. Gọi điện hỏi là biết rồi. Khỏi. Ha. Đức có mặt. Thế. Mình đâu rồi? Ở đằng kia. Ôi sao không dìu? Không cần phải dìu. Khỏi ha. Là sao vậy? Khỏi dìu. Coi đâu mà dìu. Ủa mà cái gì là sao? Chuyện nó ra sao? Ôi giời, không có thai hả? Ôi giời, mừng quá. Ôi giời, tôi tưởng là con, tưởng cha già con mọn, thiên hạ nó nhìn vào nó cười cho tôi thối mặt. Bây giờ không có thai. Ôi giời, tôi mừng quá. Nè, khi nào ông dậy là còi ông chết luôn không trời. Trời, cái gì mà con chắc là không có thai không? Trời, gì mà kích động quá vậy? Bác sĩ nói cái tinh thần chị Minh lúc này nó đang bị bất ổn. Chỉ bị tự kỷ ấm thị. Rồi đính rằng là mình có em bé trong bụng. Thực ra không có gì hết hả? Thực ra không có gì hết. Là chị Minh mong muốn có con quá đúng không? Đúng rồi. Thực ra là thế. Ôi, tội nghiệp ghê không? Rồi giờ chị rồi, Minh đâu, đâu, rồi, chị đâu. Minh chị... Mình... Ồ, vợ. Chị Minh. Vào đây. Mình. Ngồi đây đi em. Không sao. Không ha. Mua keo này, mình bài keo khác em ha. Ngồi đây. Bây giờ Dưỡng Út bà Dưỡng Út. Trăm sự nhờ Dưỡng nghe. Lần sau ha, ráng nghe. Lần sau nữa à? Ừ. Ôi, hai ơi, sợ cha già con mọt lắm rồi, hai ơi.